Bà thấu thông mỹ va, tạ mỹ va thông cỡ dứt tư mong tạ nạ tạ sắp châm thì ba bình bánh bánh đất đối bình ngộ bình thuận. Tạ nạ tạ sắp châm quần nê, hà tầy thì nô ca thả nánh tựa mỡ doa khăn thành lạ. Cà thệ chân nít VAC thông bi ô ga, doa mừng ngờ vôm ô Nguyễn Anh Tuấn, tỏ bắp phẩm Tân Phúc, huyện Hàm Tân. Bùi tạ nạ tạ nánh ca thả bánh nức. Hà niêm thì tùm an nữ khăn tạ tặng bắp phẩm Phan Điền, sạ nê tạ mỹ va thông cỡ dứt tư mong. Bà thấu thông mỹ va, tổ tòa bác tăng ngân thóc, mình hồ hà tài mông rách ngã mông tả mông crun gia va tì trầy. Ông tòa nào tăng ra lô phùm, chạy đau mực rù tùm thế chân ní ngã băng thoa ly kế thông sai tiểu. Thế chân ní VAC do ông tạ tặng hô ra lô ô rang thâu ham mít. Do hô thu nít băng ngôi clon, tà lầm vóc tu liên ngai ca gia ngọc đang tà rạ tắc cổ. Tà nừng bi ô ga bác thang ông hà say mông tả ta thích xam bó mô chừng. Bác tuần trình băng ngôi ca mông a vơm. Âu Giang blog không thể là đôm tanh nắn. Ô Nguyễn Anh Tuấn tỏ bắp Hồng Tân Phúc huyện Hàm Tân. Thuân tham bầu thay lập ban tổ chức lâu tòa. Ô Nguyễn Anh Tuấn là bà lầy bà nơi cảnh Quảng Ngãi. Ta mơ huyện Hàm Tân ngã bà. Hạt tài trong thoa hù thay là vàng tân nước thôi lì kế chạy chạy rô bằng người mừng ngà vườn. Mừng tỷ năng, tân nước ri gia bịa thu bà cụ thông nội chiến bà tôm hù bịa tất kỳ chàng tan ca ôn lầy tan nơ tôi hạ tay trong thị trại lầy hô tan nơ nhằm phân tây ôn ba la rộng mông ta phân chữ bạch đẹp dầu điều và o lạ thông hạ vầy lôm ngọ tòa lúc thun mông rát brun ngạ băng mình rầy thiệu mông vôm ôn chàng thọ can tà mạnh chiến tam mư giao thun tô tan bì dàn ca băng hoa ô hô li bê ra lô an nơ ngạ ca rầy thiệu mông vôm ôn hạ say mầm tả của can tà mạnh thuần toàn vào lâm mơ bố hồ thệ chân ni bà là thanh long bắc huyện hàm thuận nam hồ hanim clon ôn nam mầm cù chẹ chân ni thông long bà la ngã vườn thanh nước thang chảy tô phun tây ôn tô bà la mầm tô tập băng hàm tây lâu thun mong ước phun thanh long bắc bạch chụp cầm mương a vôm ôn hồ chiến tâm mưu clon tập ba phát tu và bạch tom hà tây nắn ôn bớt rong bà thanh nước bà la tân ni mừng ngà vôm ông tuấn hù tại lầm tân ngân ba hecta tham tơ tân nơ pa la trà thừa thun kỳ lại mai ôn mức tân ngân tam mư pa la tha hecta tham tơ thanh long tuột chắc cà prey búa pé chạy hù khát trà ca phun thanh long ông tuấn ngạ van kham rong bập bùi rồi tần nào rong y can tạ chừng tha thế chân ni sam khớ ca phụ rong bập bùi giáo thun ôn bập lầy hù tòa băng tha băng bập lầy hù mư lâu chạy hai tay bị gian phí chiền phú tam mư ôn chàng tọa lim pé chiền trùng ngọ tham tốc cốt đồng sau khi mà đi tập huấn nhiều lớp tập huấn ở do địa phương mà tổ chức mở đó cũng như được tôi cũng được đi tham quan tay tốc nào ra bắc sang mong tuồm tan bại bắc to bắc cai bắc rộng bầm ba lay hù ra tạ nắn chàng hù nào bắc sang mong bố u rang ngạn tuồng thẹ chân ni ngạn bằng việt cỡ mừng cư hô hà nim plon ca mừng a vôm mừng tỷ năn tạ lạ đo mừng cừu ngạn thôi tạ lạ pa la mừng tốc băng thanh long bố khạ văn kham ô tan nắn tạ lạ mừng san nưng tan phụ tộ bạ tạ mừng chiến ca mừng a vôm tạ lạ pơ tha tạ nọ rong càng xít rong mừng tỷ lâu lâu tán mừng lâu trẻ bập bùi chẽ mực khạ phú ca mừng thanh long linh yêu tỷ năn tạ lạ chàng bố ô rang tạ tặng tần đừng bi ô ga hô hà niêm clon ca mưng a vôm tạ lào tì bí nắn chàng chạc gà prụ bạ chà man chi la vàng tọa mưng tì năn tạ lạ mưng na thoát ba sang thông yom tường chà căn bạ vụ ram ca man chi mai bạch tọa tha tần đừng bi ô ga ca mưng a vôm do đó thì chúng tôi cũng liên hệ và chúng tôi cũng nhờ công ty xuống lắp cho tôi một cái bi ô ga tôm thun kỳ lại mai liên ngay cây da ngắt blang tà rạ bắc cụa clon liên ngay ga chàng tắc cụa bố dâu năn ôn mừng ngắt tình nừng bioga thông hạt tay trong bất tuần triển nguôi ca mừng a vôm vì bia dâu năn rượu ngạ ni và mai hà niêm dâu hạt tay trong tình nừng bioga bát thang ôn tô thang ôn nguôi thó bló tòa an nữ ca may khân ly cây tập bia băng ca ray tòa trẻ tập pia thang chàng nguôi hà rông.
Khi mà mình làm cái bình bioga này á, trẻ ngã thành nọ bioga ni mừng ở vòng trẻ ngôi bia bro tòa ô rang anh nước trẻ thọ viên tâm thần chàng ngôi bạ thang trẻ ngôi tha bì làn nắn than lọ bro tha thun ngôi hồ tha bút tòa lọ đồng hạt rung vợ trẻ chàng càng bắc cạn tha cam mừng ở vòng trẻ bia ra lô cặp rượu cà lê dọc bì làn nắn holy pe trẻ bạ ri tu ri bảo đồng ca chín ga ngồi bị ugani chạy ô lý hị hạt xít hạt lấy chín bố tập bẹ chạy mượn chín năn chạy ca ri ca sa cả nước nó phải ra nay papa lai mơ phẩm tân phúc mị và tổ bà là cao su mình thông mừng a vôm ông Nguyễn An Tuấn thầy chân đi bà là Thành Long thông rong bập bùi bà bà mai thu nít bằng ngôi clon ca mừng a vôm ô tô ngã crash từ làm phụ bà là trả rong clang ông Nguyễn Anh Tuấn chàng Khang Hà Tai và Bát Tom lấy mai chầm rét xích chiên thuốc ca pa la trà bạch chừng cây da ngã tập dạ cây da tạ tăng bạch chụp xa lê xam ra tiệu mừng à vôm thông thuốc ca mỹ và phẩm pa lay phải nói ông là rất tích cực trong cái phong trào công tác hội. Còn về việc làm kinh tế gia đình ông á, chặt đôm nắn ôn biệt ta ri ta riêng ta làm ra phụ ta làm mừng nga ca bằng ngôi mừng à vôm ôn chàng biệt ta ri ta riêng chịu căn cân nư nào ra bát sang đo mừng trù bạn tuồng phẩm ba lai căn kỳ lại nắn là ta nước do mừng a vôm chàng prong prang hạt chặt hù prun ngã thông tập ban tuồng tập bốc tap ôn lót thoát tập dạ tà nập tằng cắt chập mừng ngọn là vàng ta nước mừng a vôm ôn bạn phẩm tân phúc gia đình ông tại xã Tân Phúc do hô chiến tâm mưu lòn mừng tỷ cậu phun pa la a thun rong nắn a nữ bị ôn chàng hô nao bại tan cham tan li bị ta làm văn nhom bài ca buồn ham mô ngã băng lấy sát lấy kra và cát huyện Hàm Tân thay chân đi về a xe doa mừng a phôm ôn hô ca phôm buồn ham mô huyện ra chạy khan bạch thâu cả thay chân đi ngã băng ni nắn bố mừng chừng ô tô tha trẻ ôn lo tọa chừng a nội bùi ha sông ca ca phôm buồn ham mô phẩm Tân Phúc, huyện Hàm Tân. Bà thấu thông mỹ va tại làm tùm thun tập ba cậu tận nạ tạ hát rác mông rác doa căn trà thông được cảnh tập bịa hát trà lễ thông cho quốc ru quân bại dạo phẩm play ra lô an nước khan tạ tặng pro pa chụp các phần phạm cậu phẩm mông ngã chợ play hù tỷ tùm căn tầm mạnh bạ tồn phòng chợ phan điền huyện bắc bình hôm mưa ngọ thali pan plong mưa ngọ thali tốt phun phập parang ta kỹ tiểu do ngôi hành niêm tồn anukhan tạ tặng do canh trà rây tiểu ngã băng phun phập parang ta kỹ ha rây mầm tạ hô vớt lòn rượu praja tạ giam hô chạ rô ca rô phan điền đánh tha phòng chợ ba huyện bắc bình tại lầu thì thun tòa đà bầu xe tiểu mỹ va rắc lại phòng phan điền cọ sơn lô căn tà mành tại nạp ngã băng tòa các ly vi phun phạp tô ngã bốc bạc cạ rượu la bát tài gia tô băng tui gia linh nghi bề ca phòng tác thị hai tay bị thác huyện tô chú km bố tôm căn tà mành tại làm xe tiểu phun phạp phòng chợ ni thì ví nắn phun phạp parataki tại nạ tạ tha rê tốt lọc lúc lì mư do căn trà tạp dạ hai chặt lễ thông sơ cốt sơ quân bạ dạ phẩm bà lây. Tại làm tùm thương tạp ba, ngôi hai lao chiền phun tì tại nạ tạ tha rê tốt lọc lúc lì mư huyện Bắc Bình bà tòm tạm mư tạ tàng rậu an nê khan hai chặt chạy thú ca rê tiểu ngã băng phun phá bà răng tạ kỳ phẩm chợ Phan Điền. Rượu bà tòm bà cài bà phẩm hô bà sang hà tai tên nâng rậu thang vải bà cát rong bà cát xít hô bà bà tòm tạ tàng băng thun tòa rập vào lát tòa tắt ni nói chuyện bà bát tam ca thầm thăng bài tập ba tận nạ tạ thay rít tốt lọc lúc ly mư thông thầm tận nạ tạ cho ba cầm nắn tòa tí đồng giam hô thăng bài caranesit thăng bài bacasit thống hô tòa bacat hô thăng bài phi rầu khớp tuổi các tôn nó a tài xế na bài tại làm thầm hay rấy mầm tà vô ta cột lòn băng thun toàn vào lá năm tánh ni nói ra nét tân thun na vải ba phẩm phan điền hô ta đi tốt và đi tốt ô hô thăng vải ba cách tòa giao nắn phía tầm a tài tốt bên trước ta ba thăng vải ba cách xít dàn hô rót tam mưu vải ba thăng vải ba ran rong tọa huyện che tui vải thống rót hô chuyển ba tài thì canh trà tài ba chụp
cả nữ cam muôn phồn phà palantaki thôn tòa đập vào lát tháp lút tha yam bọn ya hô ngã về rầu và ya mứng trong cả dây mai tánh tân nước sẽ lồng mi và sẽ lấy tân nước bố và nữ cảnh bố đầy tui hà rạ thóp ba trường ham mu ngã bà tẻ ya. Bây giờ so với đời sống kinh tế của mi qua rồi là hồi tức là nhưng hệ thống tuyến kênh ưu thầy đa dạ là mi qua nhưng họ thuận lợi. Ví dụ là sản xuất nông nghiệp chú ý nhất là cây lúa bộ lọ đôi phân điện là so mỗi năm thì riêng vụ hệ thu thì nhu đạt là từ 6 đến 7 tạ trên sào, nói chung là 6 đến 7 tấn trên 1 hecta. Tập trung là nâng cái so với năm mỗi năm 2010 thì mong là 5 đến 6 tạ là có thể là mi qua là hoa đạt. Nếu như thường xuyên bởi gia là thường xuyên duy niên thì khả năng là mi qua là sẽ sản xuất như đạt rất là lưu mà có thể là bộ phận của địa phương là bộ mặt của địa phương có thể như thay đổi tất. Ô tô Papatom tạ tặng các bác bệnh Ala, Pian Thun, huyện Bắc Bình tỏa chóa bác cầm thông tuồng tên nạ tạ tại bác trượt bác canh, giáo hà rạ mra thốt ba, doa nư cành. Papatom tâm mơ ca rụt la trạ, mân thun tuần phổ la năm tánh ni, nội trình Papatom ca la trạ, bác phẩm phan điền, hô trẻ mơ ri tốt cốt đồng. Nội trình chàng ốc rong, mến phả hà lấy bác trượt mi va xa lý hưu tên nạp la bác tài bốc, tạp bà la bác tài gia, thao ngôi bà tờm rã rô alimu mô nâng rác tâm mơ bà trà. Cláu thun kể lại mai, rô bà bà tòm ngã bị nợ đồng măng, chạy bà gia tui ca thà rì tô hét ta hà mô bà tài bà la vang đồng măng. Mấn tụ tảng ngã hà rạm ra thô bà, ca rô chào clóc lại ca phùn bà chăng khích. Ca vơm bà chăng khích lại phần phan điền, hô huyện nơi cạnh, tông lên ngai clòn, ca rô bà chăng khích lại. Phụng pháp bác ni thao hai lúc cả anh mắp trong ri gia tìm rượu bác chăng khách lại. Ô tô bác bác tâm ca hà mô ta nức rượu mong giấc rừng gia va các phụng pháp chàng hô bà ta cổ tặng tà lầu. Có thun toàn bầu lát tập lúc, mân hà lâu chín phun thì tà nạ tạ tha rê tốt lọc lúc lên mư và tu tòa. Hà tài trù phụng phan điền, bác hô ngã bị rầu, thống bà ta mư ngui, thống đốt chín tạ tàng ngọt tòa tí đồng. Bà bệnh Ala trong khớ, thống rộ ca gia chậm rệ vì rầu, bà chụp ca rộ bà sang yếu rõ hô thò lê kế. Nếu mi và mai bà trú rõ, bà hai tài trù, chàng vớt ta cổ lòng. Tùm tà nạ tà nề 30 liên, tụ cỏ rõ hà kỳ, bà hô xuân kỳ lại. Rai thị bùn phạp rắc lại phòng phan điền, tòa mâm tà xa lý xam. Chạy phòng la văn chạy nê bẹ bẹ chạy rộ, tui chạy lành khát ca chập. Bẹ trong hô bà sang hai tay thì rõ bà cách tà nọ. Tỷ bí nắn tên đỏ bác sơ hà mô tên nước, chạy bà tôm bác chế bị rầu, hô bún bóc lòn, mai cà mít và bà trà. Bà tỷ nắn, hà lọc rừng bác phòng bà lây hà chạch hô bác sang hà tay chế mắt. Tỷ bí nắn, rượu vớt lòn ca khăn ta bút mắt xa nâng, ca ra chạy canh bác sơ hà mô bác dô phùm dô bà lây. Liên nghi tỷ nắn, phòng phan điền chàng tắp bác rong tôm cà rớt chân nít xam, bác phòng bà lây, bà tôm alimô mô nâng rác tàm mưu bà trà. Thống và cổ hô bành trả bát tài. Phụng pháp thông rõ dứt mùm tà sa năm, tà nạ tạ sắp chăm tánh ni lưu cao lũi, đoà cơ rinh phụng pháp thông rõ dứt sang hô tôi mong, lưu cao sẽ làm cơ nơi trầy, thông cùng vợ tà làm tà nạm tà tài.